Trong tập trước, Marvel đã giới thiệu Kahori, một nhân vật hoàn toàn mới với sức mạnh từ khối Tesseract. Tập phim thứ 7 của series sẽ xoay quanh nữ thần của cái chết, Hela, người đã từng làm vỡ vụn Mjolnir của Thor trong phần phim Ragnarok. Sẽ có những thay đổi gì về cốt truyện chính của Hela? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tentacles, cảnh báo spoiler cho những ai chưa xem phim. Ngoài ra, những gì mình chuẩn bị kể sau đây không thể thay thế được trải nghiệm xem phim truyền thống, vậy nên hãy cân nhắc trước khi tiếp tục. Còn nếu các bạn đã sẵn sàng thì hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Đây sẽ là một màn crossover mà mọi người không ngờ đến. Tập 7 mang tên What If Hela Found the Ten Rings sẽ ra sao nếu như Hela tìm được Thập Luân, là sự kết hợp giữa 3 phần phim Thor, Thor Ragnarok và Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Tuy nhiên, cái kết sẽ tiết lộ thân phận khác cho nhân vật Hela, đồng thời tạo nên một tổ đội hoàn toàn mới ngoài vệ binh đa vũ trụ từng thấy ở cuối mùa trước. Bên cạnh đó, sẽ có chuyện gì xảy ra khi Hela gặp gỡ Wenwu cũng như những người dân của vùng đất Talor? Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! The Watcher mở đầu tập phim với câu chuyện về cuộc chinh phục cửu giới của Odin và người con gái đầu lòng, đồng thời là đao phủ Hela. Bức họa này cũng đã xuất hiện trong phần phim Ragnarok sau khi Hela quyết định tiết lộ quá khứ mà cha cô luôn giấu kín. Thế nhưng, tham vọng của Hela không dừng lại ở đó, thứ cô hướng đến là cai trị toàn bộ vũ trụ. Odin không đồng ý và quyết định đẩy cô xuống địa ngục để chấm dứt sự khát máu của Hela. Ít nhất đó là những gì mà chúng ta đã quá đỗi quen thuộc ở vũ trụ chính. Không giống như Thor Ragnarok, Odin đã quyết định không để Hela xuống địa ngục vì những tham vọng đó. Cô khẳng định mình sẽ chẳng là gì nếu không có cuộc chiến nào nổ ra. Sau đó, Hela quăng chiếc mèo về phía cha. Tuy nhiên, ông dễ dàng chặn lại và khiến nó vỡ vụn. Phân cảnh này y hệt cách mà Hela nói lời xin chào với hai em trai ở phần phim Ragnarok. Trong phần phim đầu tiên của Thor, Odin đã quyết trục xuất anh khỏi Asgard và đến với một hành tinh khác. Lần này, Hela là người bị đẩy ải xuống trái đất vì sự an toàn của Asgard và cả vũ trụ. Ta cũng được biết thêm rằng chiếc vương miện của Hela có cách thức hoạt động y hệt với chiếc búa của Thor khi Odin đặt lên nó một câu chú, trao sức mạnh của Hela cho bất kỳ ai đủ nhân từ khi đội nó. Trong phần phim Thor đầu tiên, tại phân cảnh hai anh em Thor và Loki hồi nhỏ, Odin đã từng nói rằng có lẽ đây cũng chính là lý do mà Odin quyết định tước sức mạnh hai đứa con của mình và ném xuống trái đất. Thứ ông nhìn thấy ở cả hai là sự ngạo mạn và hiếu chiến. Trong khi Hela muốn máu đổ đầu rơi cùng sự phục tùng của cả vũ trụ, thì Thor quá kiêu căng dẫn đến những quyết định sai lầm gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Asgard. Chiếc vương miện của Hela rơi xuống một vùng núi tại Trung Quốc, chờ người xứng đáng để tới chinh phục. Wenwu và đội quân của mình đã tìm thấy chiếc vương miện và nhận ra một thứ quyền năng to lớn như vậy chắc chắn có nguồn gốc từ ngoài vũ trụ. Trong phân cảnh này, Wenwu có vẻ ngoài y hệt như flashback mở đầu của Shang-Chi. Hela sẽ không để một tên đàn ông đeo vòng vèo trang sức cướp đi vương miện của mình, nên đã lệnh quân lính lấy cho cô. Cô còn tự nhận mình là nữ thần chết chóc cũng như cố gắng triệu hồi kiếm. Tuy nhiên, tất cả những cố gắng đó đều không có tác dụng lắm. Sau khoảnh khắc quê rễ ấy, cô nhận một cú đấm thẳng vô mặt liền. Không còn cách nào khác, cô đành phải dùng mỹ nhân kế để làm đội quân mất cảnh giác, sau đó hạ chúng bằng cách người thường hay làm. Wenwu cuối cùng cũng đã sử dụng thập luân để ngăn chặn Hela, không chấp nhận việc phải quỳ gối trước mặt một tên thấp kém. Đây là khẳng định mọi thứ sẽ thay đổi nếu cô lấy được chiếc vương miện của mình. Thích thì chiếu, Wenwu để Hela tiến đến và lấy chiếc vương miện đó. Tuy nhiên, có cố đến mấy thì cũng không thể nhấc lên được. Bất lực trước tình cảnh đó, Hela hét lớn dưới cơn mưa sấm chớp đùng đùng, hệt như người em trai Thor của mình khi không thể nhấc cây Mjolnir tại căn cứ của Shield. Wenwu chắc hẳn nghĩ thầm trong đầu rằng cô gái này thật thú vị, nên đã đưa Hela về căn cứ. Thay vì giam giữ cô như một tù nhân, hãy quyết định đưa cho cô bộ đồ mới và mời cô cùng dùng bữa tối. Wenwu có gợi ý về việc màu đỏ là màu may mắn khi các tân nương sử dụng nó trong ngày cưới. Hela vô cùng bất ngờ, chàng trai cũng mau chóng đính chính thứ anh muốn đề cập đến không phải là một đám cưới mà là một chuyện đồng minh vì tinh thần chiến đấu trong cô. Hela nổi giận vì đó là thứ mà Odin nhìn thấy, tận dụng nó biến thành một loại vũ khí, nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến bản thân bị đuổi khỏi Asgard và xuống nhân giới. Wenwu đảm bảo rằng anh không hề giống cha cô, nhưng cô có thể gọi anh là Daddy bất cứ lúc nào. Được thôi, miệng Wenwu không có nói vậy, nhưng ánh mắt của anh thì có. Quay trở lại với Shang-Chi and the Legends of Ten Rings, đó cũng chính là cách mà Wenwu đối xử với cậu con trai của mình. Ông đặt áp lực lên con để trở thành một đấu sĩ giỏi, sau đó biến cậu trở thành một món vũ khí để phục vụ cho mục đích của riêng mình. Thế nhưng, trong vũ trụ này của What If, Wenwu chưa phải trải qua nỗi đau mất vợ, hay đúng hơn là vẫn chưa có vợ, nên anh ta chưa từng trở nên nhẫn tâm và lạnh lùng đến vậy. Hai người đi xung quanh khuôn viên, Wenwu giải thích rằng việc sử dụng thập luân là để bảo vệ người dân khỏi những thế lực xấu ngoài kia. Khi Hela nghĩ rằng anh cũng coi cô như vậy, thì Wenwu đặt nhẹ tay lên cô, thuyết phục cả hai có thể cùng nhau bảo vệ thế giới này. Anh sau đó chạm nhẹ vào má Hela và tiến sát vào. Tuy nhiên, cô nàng trở mặt và đập đầu Wenwu liên tiếp xuống bàn, khẳng định rằng chúng ta đang xem phim siêu anh hùng chứ không phải một bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn chuyên buôn cơm chó nào đó. Hela sau đó cố gắng chạy thoát khỏi chỗ này thì ngã vào một căn phòng trống, và tại đây ta được gặp một Dijang hay Morris trong Shang-Chi. Lần đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ MCU, lấy cảm hứng từ một nhân vật thần thoại có tên là Hundun, Morris gây ấn tượng mạnh với người xem trong lần ra mắt của mình. Tại đây, chúng ta còn được thấy sự nhạy cảm của sinh vật này về việc mông đầu lẫn lộn, như từng được đề cập trong Shang-Chi. Oh, I'm sorry. Is that your
Sorry, I was under the impression I was talking to your face. Morris sau đó dẫn đường Hela đến vùng đất Talo thông qua một rừng trúc, tương tự như cách cậu làm với Shang-Chi tại vũ trụ chính của MCU. Tuy nhiên, như Wen Wu từng nói, cánh cửa này chỉ mở một lần trong năm vào tiết thanh minh. Vậy nên, việc Hela thành công đi qua đây và đến được Talo không biết có được tính là một sự trùng hợp đến mức may mắn hay không, hay là định mệnh nữa. Heimdall sau đó thông báo Hela không còn trong tầm mắt của mình. Như chúng ta đã biết, Heimdall có thể quan sát tất cả mọi thứ trong phạm vi cửu giới từ Asgard. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Hela đặt chân đến Talo, anh mất kết nối với cô. Để giải thích cho việc này, có lẽ Talo là vùng đất cách biệt hoàn toàn trên trái đất và nằm ngoài cửu giới, phạm vi sức mạnh của Heimdall. Hela nhanh chóng bị tấn công bởi một cô gái và sau đó tỉnh dậy trước hội đồng trưởng lão nơi đây. Cô gái tiến đến và giới thiệu mình là Jia Li. Ta có thể thấy sự tương đồng về trang phục của Jia Li với Ying Li, mẹ của Shang-Chi trong phân cảnh đầu tiên cô gặp Wen Wu, cũng chính tại vùng đất Talo này. Jiji sau đó cũng khẳng định con người nơi đây có nghĩa vụ bảo vệ người dân khỏi những mối đe dọa từ địa ngục. Hela phân trần rằng mình đến đây không vì ý đồ gì xấu cả. Cô ta chỉ muốn trả thù Wen Wu và Odin và Frigga, người Hela đề cập là bạn gái mới của chàng mình. Ta đã biết từ lâu rằng Hela và Loki không hề có mối quan hệ máu mủ ruột thịt, và đến bây giờ thì Marvel cũng đã xác nhận rằng Hela và Thor cũng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Ta cũng được diện kiến The Great Protector, con rồng xuất hiện trong trận chiến cuối cùng trong Shang-Chi và cũng là người bảo vệ vùng đất Talo. Hela tỏ rõ vị thích thú trên gương mặt bởi vì từ phần phim Ragnarok ta đều biết cô nàng có sở thích với những thứ khổng lồ, đen và lông lá. Hela nhờ cậy Jerry huấn luyện mình, còn gì tốt hơn việc ngăn chặn những mối đe dọa từ địa ngục bằng việc cho nữ thần của cái chết tham chiến chứ? Người dân có vẻ khá hoài nghi về vấn đề này, nhưng Yeji quyết định đồng ý và bắt đầu khóa huấn luyện. Tại Asgard, Heimdall thông báo về việc không thể nhìn thấy Hela, đồng thời thông báo về sự nguy hiểm của thập luân hội. Cảm thấy quyền lực của bản thân bị lung lay, Odin quyết định tổ chức này phải chấm dứt. Chế chiêu thay, cho dù tự nhận bản thân là một người luôn tìm kiếm hòa bình, Odin lại hoàn toàn chấp nhận thực hiện những biện pháp bạo lực để có thể chắc chắn rằng bản thân luôn nắm quyền, luôn là người tạo ra hòa bình dù có phải trả bất cứ giá nào. Hela sau đó được đưa vào bài huấn luyện, đầu tiên là về cách hít thở, cho dù cô có vẻ thích việc điều khiển giao lửa bay trên không trung hơn. Quá trình tập luyện của Hela bao gồm cả việc gấp giấy và giặt mũ, khiến cô bắt đầu cảm thấy thắc mắc. Yeji sau đó hỏi về mục đích Hela muốn làm chủ võ thuật nơi này, sâu xa hơn việc tìm kiếm sự trả thù cũng như tiếp tục chinh phạt cả vũ trụ. Sau khi nhớ lại một mảnh ký ức ngày xưa, Hela nhận ra thứ cô muốn không phải là trả thù hay chinh phạt, mà là khát khao được tự do trên chính con đường mình chọn, chứ không phải là lối mòn mà cha đã vạch ra. Odin tạo ra Hela như một thứ vũ khí, biến cô thành đao phủ, để từ đó trục xuất cô khỏi Asgard cũng vì lý do đó. Và có lẽ đây cũng là thứ khát khao của bất kỳ người con nào được nuôi dạy dưới tay Odin. Từ Loki, anh được cha định sẵn trở thành God of Mischief, để vào cuối series của mình, anh đã vượt qua tất cả và trở thành God of Story. Hay với Thor, tại phân cảnh cuối của Endgame, anh cũng quyết định vượt qua số phận của mình. Tập phim hôm nay cũng như một lời khẳng định rằng Hela cuối cùng cũng có thể lựa chọn một con đường riêng, cũng không phải là một tên phản diện xấu xa mà ta luôn nghĩ. Và đây cũng chính là lúc bài huấn luyện thực sự bắt đầu. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi có dấu hiệu về sự xuất hiện của Odin. Hela nhanh chóng lên đồ để rời đi. Cô biết rằng nếu muốn được tự do con đường cho riêng mình thì đối mặt với cha là giải pháp duy nhất. Và Hela nhanh chóng quay trở lại cùng Wen Wu để bắt đầu cuộc chiến. Wen Wu nhanh chóng phấn khởi hơn khi được gặp Hela, đồng thời buông vài câu tán tỉnh. Cùng nhau, họ dễ dàng đánh bại đám tiểu tốt để đối mặt với Odin. Nhận thấy sự đạo đức giả của cha, Hela quyết định đứng bên Wen Wu cùng anh chiến đấu với Odin. Với sức mạnh của thập luân cùng món võ công mà Hela đã học được trước đó, cũng không thể đánh bại được Odin trong khoảng thời gian đầu. Đến cuối cùng, cả hai phải dốc hết sức lực mới có thể tạm thời ngăn chặn được vị vua của Asgard. Trước cơ hội có thể kết liễu Odin, Hela chọn một cách nhân đạo hơn. Và cũng chính vì lẽ đó, cô một lần nữa trở thành chủ nhân của chiếc vương miện. Một phiên bản Hela màu trắng hoàn toàn mới xuất hiện, thể hiện cho việc những vết nhơ ngày xưa mà Odin tạo ra để biến Hela thành một phản diện trong mắt tất cả mọi người, cuối cùng cũng được gột sạch. Vào thời khắc này, cô hoàn toàn có thể tự do lựa chọn con đường của riêng mình, không còn là một nữ thần của cái chết. Cảnh phim được cắt đến Zanhuri, quê nhà của Gamora vào thời khắc Thanos đã nhận nuôi cô. Tại đây, đội vệ binh cửu giới và vũ trụ được thành lập bởi Asgard và hội thập luân xuất hiện, cứu lấy ý chí và khát khao tự do của Gamora. Kết thúc tập 7. Không biết Thanos của tập này có ổn không, chứ mấy tập trước là cũng không ok lắm rồi. Thật vậy, mối quan hệ giữa Thanos và Gamora cũng không khác tình cha con của Odin hay Hela là mấy. Cả hai đều được tạo ra để giúp cha đạt được mục đích, để rồi sau tất cả bị quay lưng phản bội, gạt bỏ đi mọi khát khao của mình. Tại vũ trụ chính MCU, Gamora đã phải trả giá bằng cả sinh mạng để người cha nuôi thành công thu thập được viên đá linh hồn, phục vụ cho kế hoạch lớn của ông ta. Có lẽ với sự xuất hiện của Hela tại vũ trụ What If, Gamora sẽ không còn phải đối mặt với những điều như vậy nữa. Và đó là toàn bộ diễn biến của tập 7. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận phút cuối này. Còn chi tiết gì chúng mình quên không nhỉ? Hãy comment bên dưới để cùng bàn luận nhé. Và hãy cùng đón chờ sự xuất hiện của đội vệ binh xuyên ngân hà mới. Đừng quên like, share, subscribe cho Tentacles để không bỏ lỡ hai video cuối cùng của What If mùa 2. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.